rẽ hồi nãy là qua Campuchia. Trời vừa bữa nay không cho qua cái cục móc cái mới xui á. Bữa nay có cho qua cục móc không? Không không, phải đăng ký đây, họ đăng ký. Họ đang xem xét ạ. Phải đăng ký. Đăng ký hỏi họ xem. Cháu đang bị cản trở. Cản trở. Cháu bắt vào. Cái cục móc cũng được không? Ở đâu Đắk Lắk. Đi hai người cần hai cái hả? Chứng minh. Chứng minh hả? Chứng minh để mới qua được chứ. Qua biên phòng mà. Qua cục móc mới được. Hả? Xe đâu xuống hả? Đắk Lắk hả? Đắk Lắk. Hôm qua hả? Không. À đấy, tên vui ông ơi. Sao anh? Cũng bình thường. Mình đi, qua Tết mới dám đi đây. Cái trời cho hết dịch. Số điện thoại không. Đây đi vô đó là xa. Mình lái tay rồi. Trong bản đồ có thế rồi giờ. 0985. Đâu về lấy. Thank you.
chú cột móc đó anh. Để xe đây hả? Để xe luôn. Dạ. Để xe đi luôn. Đẩy xe luôn đi. À lấy ngã đây hả? Lên lên.